Hello, xin chào tất cả các bạn. Lâu quá rồi không có livestream. Bữa nay bữa giờ tính làm cái review cái nút bạc của YouTube nó gửi về bữa nay, tới bữa nay mới rảnh làm cho các bạn xem. Đây các bạn, đây nọ, thấy chưa? Đây, đây là kết quả sau 7 tháng nỗ lực ha. Thì mục tiêu phấn đấu của năm tới là đạt được nút vàng, mà mục tiêu vậy thôi chứ không biết đạt được không. Thì bây giờ mình sẽ mở trong đây gà coi có gì trống ha. Rồi ok đó. Đây, đầu tiên là cái tấm bảo vệ, mặt ở ngoài nha, cái tấm này rồi để qua bên. Rồi để coi có cái gì đây. Tiếp theo là, ủa sao có cái muỗng đó trời. Ui, với YouTube hôm nay tặng luôn cái muỗng. Này các bạn có cái muỗng nữa nè. Đây, rồi để qua bên. Đâu rồi? Đây, coi có cái gì đó nha. Cái muỗng tặng luôn cái nĩa luôn. Được được, giống như là nó kêu mình mà là phải bây giờ làm YouTube là phải ăn uống đồ vô cho nó khỏe đó ha, chứ ăn làm YouTube mà nhịn quá không được nha. Nó tặng luôn cái muỗng với cái nĩa. Rồi. Đây, đây, đó, đây, đây cái tờ giấy của kẻ cầm đầu của YouTube không? Cái bà gì su sàng gì đó, su sàng su sạch gì đó nè. Đây, coi chữ ký của con mẹ luôn nè. Đây cho zoom gần để cho các bạn xem ha. Đó. Thấy không? Thấy không? Hơi chói phải không? Rồi để đây đi. Đó ha. Rồi cái tờ giấy này cũng bình thường thôi chứ không có mẹ gì hết. Rồi coi tiếp theo là cái gì. Trời ơi trời, từ bên nước ngoài mà bên ship nguyên này chú qua luôn mà đòi. Được ra cảm ơn, giống như là an ủi, giống như mấy bữa mà làm YouTube làm phim mà không ăn uống được, thành ra là bà gửi cái nải chuối này qua. Rồi ok để đây luôn. Rồi tiếp theo là cái gì nữa. Trời ơi, gì tùm lum tùm la trong này hết trơn. Gì nãy có muỗng có nĩa rồi giờ có đôi đũa luôn ba. Với YouTube năm nay hào phóng vậy không, gửi nguyên một cơm lê ăn uống đồ qua luôn. Rồi cũng được. Rồi để coi còn cái gì nữa. Ở đù cái này được nè, thường ăn chuối là phải có bánh mì. Đấy các bạn đó, rất là cảm thấy vô cùng là hạnh phúc, tại vì từ bên cái trụ sở YouTube ở nước ngoài xa xôi mà gửi về cho cái nút bạc cho một cái cá nhân vô cùng nhỏ bé mà rất là chu đáo, nào là muỗng đũa rồi chuối rồi giờ có bánh mì rồi đó. Đây có bánh mì luôn. Rồi để coi, đây đây là nhân vật chính của chúng ta nè. Đó đây nước tương. Nước tương, cái bánh mì chấm nước tương ăn với chuối. Được, bà này được, bà này có bộ được. Đó, đó, cái này nè, cái này mày ấy nè. Đây mới là nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay. Nó dày quá, khó móc, móc hồi chết. Này, đây các bạn, chân dung nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là cái nút bạc. Cầm cầm cũng khá là nặng, cũng nhẹ chứ không có nặng, cũng nhẹ thôi. Thì ở trên đây có ghi cái tên kênh nè, nè cái tên kênh, tại vì nó khắc mờ á nè, g ta 5 mất az đúng không, 100.000 subscriber gì đó đây. Này chắc để dục bán dây chai chứ để làm gì đúng không. Bá đồ quỷ này để đi làm gì đó. Ơi ơi, có cái bịch kẹo nữa đây. Đi có bịch kẹo, em biết kẹo hay gì, làm bịch kẹo à? Không, cái này không phải kẹo, cái này chống ẩm lộn. Cái kẹo ăn vô cái thấy mẹ rồi không. Đây rồi đó, rồi có nhiều đó thôi đó, có cái nút bạc nè đó, rồi nè đó, có bản gửi về nhiêu đây nè không. Đó, chuối nước tương rồi bánh mì rồi với cái nút bạc. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi, rồi cái video này chỉ
đơn giản là review cho các bạn, với lại chia sẻ các bạn cái niềm vui khi mà làm YouTube đạt được 100.000 sub. Thì hy vọng bạn nào mà có đam mê giống như mình thì cũng sẽ cố gắng ha, cố gắng là sẽ được, thấy không, phấn đấu trong năm nay hoặc năm tới là đạt được triệu đi ha, triệu sub. Rồi, có chuối rồi, bây giờ đi ăn chuối, bye bye.